đi cơ. Rồi lên xe. Anh Long. Đại ca Long. Đêm nay là về thấy nữa đó. Lưng đôi lắng lên này chứ bộ, tại không thích hay gì cái nữa nó kịch tâm lên nãy rồi đúng rồi bò nó nữa là nó kịch tâm nhất à. Mấy con lùn vậy đó, lẻ lắm. Mày con tại vì dắt vô cũng hơi xa, đầu này nè đi vô tới khỏi nhà dòng lên luôn á. Còn hai con nữa nè. Rồi, lên nè. Lên. Rồi. Nó thấy. Đi, cứ qua luôn. Cứ qua luôn. Cứ qua. Rồi, đi. Nè. Nhảy gì nữa? Ơi, về ổng cho. Đây. Con đóng bự lại. Phải 12 con chưa? 12 con. Vậy, khoan. Rồi chưa? Rồi. Cái chân nó cũng bể. Thì cô chú thì hôm nay là em ra toàn bộ em ra cũng tính ngày nay không là cũng ra cũng hết 14 con nha. Đó, cũng trống chuồng hết rồi. Đây. Đó. Rồi giờ còn ở đây là 8 con nha. 4 con ba bê nè. Rồi 4 con kem. Thì ngày mai em có về bò mới nữa nha cô chú anh chị. Rồi thì cô chú anh chị nào có theo dõi clip em thì chiều ngày mai em có bò mới về nha. Đó. Thì ở đây còn một con kem trắng. Rồi. Với ba con kem vàng nè. Đó, kem đỏ. Con này cũng dài dọc bò lắm nha. Đó. Hình hài dữ dội, lưng dài nở hết nha. Đó. Con nào con nấy là lưng dài nè.
chỉ có lông đỏ thôi, nhưng mà lưng da là lưng da hở hết nha. Nè, cái gì coi, đít khu lưng da nè, thấy ấn lạnh con bò chưa? Đít thì hồi nói lưng da. Rồi thì chiều mai em có bò mới nha. Thì cô chú anh chị nào có xem được clip này thì ngày mai có thời gian, nhấn chút thời gian để xem clip em nha. Đó, rồi có muốn mua bò nào gì nè thì cứ điện thoại trực tiếp với em nha. Đó, em ở ấp Phú Cương C, xã Phú Ký, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha. Đó, bên đây còn 4 con 3B, bên kia 4 con kẹp. Rồi chào cô chú anh chị nha.